Chào mọi người nhé, chuyện phế cận vô địch, tác giả là Tinh Phân Đại Mang Quả, MC là Trần Khanh đập chai. Chương 9 Thiên Biến Tiểu Ma Nữ phần 2. Vân Nhược Đồng lấy thân phận Nữ Thiên Diệp trà trộn vào trong phái Tiêu Dao, tích cực thu thập tin tình báo. Mặc dù trong nội phái Tiêu Dao trùng trùng điệp điệp các điểm đáng ngờ, nhưng Vân Nhược Đồng vẫn không thể làm rõ được đầu mối. Dường như các đệ tử phái Tiêu gia hoàn toàn không biết gì liên quan đến chuyện ma tướng mất tích. Gian kết cấu khung của phái Tiêu gia rất là đơn giản. Trường phái Lý đạo tử bình thường thích uống rượu, luyện đan, câu cá, đi ngủ không quản việc gì. Chủ yếu công việc nội bộ đều do mấy vị sư bá, sư thúc và mấy vị sư huynh cùng quản lý. Những vị sư bá, sư thúc, sư huynh kia đều không có gì đáng nghi ngờ. Người đáng nghi ngờ chỉ có hai, Đại sư huynh Phú Trần và trưởng giáo lý Lý đạo tử. Mặc dù Lý đạo tử không quản việc trong giáo, nhưng ông như thần nòng thấy đầu chẳng thấy đuôi, khó đảm bảo sẽ không dành thời gian ra ngoài trừ ma vệ đạo. Còn đại sư huynh tuy chỉ là một người phàm, nhưng hắn có thể hành hung được thần Dương Tử ở Kim Đan kỳ, hắn thực lực cũng thâm sâu khó lường. Vân Nhược Đồng cẩn thận thăm dò từng bước, dần dần lần mò đầu mối, nàng vừa suy nghĩ vừa tản bộ trong viện phái Tiểu Giao. Chỉ có nơi này nào mới có thể an tâm suy nghĩ. Đột nhiên trong đầu Vân Nhược Đồng nổ đoành một tiếng vang giòn, một giọng nói giả nua vang lên. Vân Nhược Đồng, người trà trộn trong phái Tiêu Giao thăm dò đến đâu rồi? Chính là ma âm ngàn dặm của U Tuyển Huyết Ma. Vân Nhược Đồng không nói gì mà đối thoại với U Tuyển Huyết Ma qua suy nghĩ, thừa não tổ đã có chút đầu mối ạ. U Tuyển Huyết Ma nói nghe một chút thử xem. Vân Nhược Đồng, Vân Nhược Đồng phái Tiêu Dao có hai cao thủ tuyết đỉnh là trưởng giáo Lý Đạo Tử và đại sư huynh Vũ Trần, bọn họ đáng nghi nhất. U Tuyển Huyết Ma, Lý Đạo Tử sao? Đúng là thần phù của ông ta rất lợi hại, nhưng thực lực cũng chỉ bình thường. Trước kia chúng ta đã từng giao thủ, ta chỉ mất 20 hiệp nó có thể đánh bại ông ta. Ông ta không giết được mà tướng đầu hẳn không phải là người này. Còn đại sư huynh mà ngươi nói đến là ai? Vân Nhật Đồng thành thật trả lời, người này họ Vũ Thiên Trần, là đại đệ tử chủ tịch của Lý đạo tử, nuôi lớn từ nhỏ, có đạo nghệ rất nhất định, về mặt kiếm đạo rất lợi hại. U Tuyển Huyết Ma có vẻ hứng thú hỏi, phái Tiêu Dao tàng long ngọa hổ lại có được nhân vật lợi hại như vậy sao? Hắn bây giờ ở cảnh giới nào? Hắn đã đến hóa thần hậu kỳ rồi chứ? Vân Nhật Đồng do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn nói thật, hiện tại hắn chỉ là một người phàm. U Tuyển Huyết Ma không hiểu bèn nói, người phàm, hắn ở vợ làm người phàm, giả heo ăn thịt hổ à? Vân Trần Đồng đáp, không phải là người phàm thật đó, hắn giờ còn chưa tới nổi luyện khí kỳ. U Tuyển Huyết Ma, Vân Nhật Đồng cảm nhận được cơn giận của U Tuyển Huyết Ma trong trước mắt, vội vàng giải thích, thưa lão tổ, mặc dù hắn chỉ là phàm nhân nhưng thực sự lợi hại đó, kiếm thuật của hắn. Ngậm miệng, U Tuyển Huyết Ma cảm thấy trí thông minh của mình vừa nhận phải một sự vũ nhục cực lớn, giọng nói ông trở nên đầm trùng kinh khủng. Vân Nhật Đồng, người khỏe não phù là đứa trẻ 3 tuổi, đứa trẻ con 3 tuổi là việc mà khi não phù hoành hoành thiên hạ, người còn đang bú sữa đấy. Người phàm đều là đám sâu cái kiến, một người còn chưa là nổ luyện khí kỳ thì không có bất cứ uy hiếp gì với ma tướng hết. Ma tướng chỉ cần nhổ một bãi nước bọt nó có thể thổi chết hắn rồi. U Tuyển Huyết Ma đang đằng sát khí khiến cho Vân Nhật Đồng tái mét, không dám tranh luận, thật xin lỗi, quần xài rồi, xin lão tổ tha thứ. U Tuyển Huyết Ma lạnh lùng nói, cười khiến cho ta rất là thất vọng, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong. Cứ nên nhớ, trên đời này chỉ có huyết tuyển của ta mới có thể cứu trị được bệnh của đệ đệ ngươi, ngươi làm không xong chuyện này đệ đệ ngươi phải chết.
Hốc mắt Vân Nhược Đồng đỏ lên, nàng thưa: "Lão tổ, đệ đệ có con vô tội, cầu xin ngài rửa lòng từ bi." U Tuyển Huyết Ma chắc chắn trong phái Tiêu gia còn vị cao nhân ẩn cư bất thế, hạn cho người trong vòng nửa tháng phải tra cho ta, nếu không tự gánh hậu quả. Vân Nhược Đồng đáp: "Vâng." U Tuyển Huyết Ma đáp: "Mặt khác, giờ tí tối nay rất có thể vị ma tướng thứ 13 sẽ hàng thế, đến lúc đó người chú ý một chút, đừng để lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Dứt lời, não ngắt nôn mà ầm ngàn dặm không liên hệ với Vân Nhược Đồng nữa, chỉ còn lại Vân Nhược Đồng một thân một mình mau nước mắt trong hoa viên. Nàng đang khóc, đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái từ xa vọng tới: "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, sao đệ còn ở đây, mau về phòng thôi." "À, đệ không sao." Vân Nhược Đồng xoay người lại nhìn là Tử Dương sư huynh.